Sau đây là phần tin chi tiết. Miền Bắc đang trong đợt rét đậm rét hại có cường độ mạnh khi đón nhận các đợt không khí lạnh tràn về. Ngày hôm nay thì nền nhiệt độ đồng loạt giảm sâu và cái rét đã ở mức đỉnh điểm. Tuy nhiên sang đến tuần tới thì mưa sẽ giảm hẳn, tiết trời sẽ trở nên ấm áp hơn khi không khí lạnh suy yếu. Số liệu quan trắc được tại một số trạm tại miền Bắc ngày hôm nay như sau. Núi Mẫu Sơn là khu vực rét nhất khi nhiệt độ ở đây giảm xuống chỉ còn 3 độ C. Tại Sapa ở Lào Cai cũng ở mức rét hại là 6 độ. Mức nhiệt đo được tại Tam Đảo Vĩnh Phúc là 9,5 độ, còn tại Hà Nội cũng chỉ 11,8 độ. Dù không mưa phùn, nhưng độ ẩm trong không khí cao kết hợp với nhiệt độ thấp gây ra cảm giác rét buốt, nhất là với những người tham gia giao thông. Tình trạng này sẽ dần chấm dứt khi vào đêm nay không khí lạnh suy yếu và tan dần, kéo theo đó nhiệt độ sẽ nhích dần lên. Ánh nắng sẽ xuất hiện từ giữa trưa, xua tan hơi ẩm bao trùm trong suốt những ngày qua. Đây là điều kiện tốt để người dân dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa đồ đạc chuẩn bị Tết.